Chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với video clip của mình. Thời điểm hiện tại bây giờ đang tầm trưa ấy. Hôm nay Hương cũng được nghỉ ấy. Mình với Hương là tính á, mang chút chăn với cả chút quần áo hôm qua đi mua được ấy, mang ra ngoài tiệm giặt là nhá. Cái chăn nó hơi to ấy, không có chỗ để ấy. Mình phải xách vào vali đây. Mang cái chăn này ra ngoài tiệm giặt là ấy, giặt cái là xả luôn, sấy khô luôn. Ở ngoài hành lang của Hương có trồng đây là dưa đây, trồng dây dưa nhưng quả chung là không ăn. Hai quả dưa. Đây là cây cà chua bi nhá. Đấy. Cà chua bi ra đầy quả này. Hương kiểu hai gieo giống rau ở đây ấy, xong bắt đầu là mang ra ngoài ruộng trồng nhá. Mỗi lần lên Hương đi chợ ấy là bọn mình phải đi bộ mọi người nhá. Đi bộ bởi vì tỉnh Hương ấy, nhà của Hương ở đang trên quả đồi mà, trên một quả đồi nhá. Đấy, đi xuống thị trấn thì phải đi bằng xe buýt hoặc là ô tô. Hương thì cũng có xe đạp nhưng mà đường chỗ Hương thì toàn đường dốc thôi, không thể đạp xe được. Nên là đi chợ là thi thoảng có ông chủ ông ấy chở đi bằng ô tô, còn không mình muốn tự đi ấy là mình đi bộ đi nhá. Đằng trước mà mình đang quay cho mọi người xem có nguyên một vườn hoa hướng dương kìa. Ô nhưng mà cây này không có hạt à? Đây như cả vẫn non ra đấy. Ui cao thế. Hoa là thơm không? Đây quay cho mọi người xem nhá. Cái loại này đang to to này, hoa hướng dương đây. Nguyên một cái đài đây. Đây cái này đang dụng đấy. Sang bên Nhật mọi người đi giặt chăn đệm quần áo ấy, những cái thứ cồng kềnh ấy thì mọi người có thể tìm đến các cái cửa hàng giặt ở tiện lợi nhá. Ở quê cũng có mà trên phố người ta cũng nắp rất là nhiều. Mở cửa từ 4 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Đây bên trong có rất nhiều cỡ máy này, cỡ máy to máy nhỏ. Những cái máy này ấy thì người Nhật người ta giặt thường xuyên nhá. Mình tính là mình đi giặt chăn giặt quần áo xong ấy thì mình sẽ mang ra xả ống sấy nhá. Cho thêm cả ít quần áo này nhá. Đấy, giặt thoải mái luôn mọi người ạ. Thì thường thường là những cái máy giặt ở đây ấy thì chỉ sử dụng tiền xu giặt mọi người nhá, tiền giấy không dùng được nên là mình sẽ cầm tiền ra máy đổi nhá. Bên đây có một cái máy đổi tiền xu này thì mình sẽ trực tiếp nhét tiền vào đây. Đấy, một xin liên này. Nó sẽ quy đổi thành tiền xu mọi người nhá. Đây, 10 đồng 100 yên nhá. Ok. Mình sẽ giặt chế độ 600 yên nhá. Giặt 30 phút là chỉ giặt không thôi. Mình nhắc đủ 600 yên là cái máy nó hiện 30 phút này. Và cái lồng giặt bắt đầu nó đang xoay để nó xả nước nhá. Giờ mình với Hương sẽ đi chợ trước đã. Lát nữa về vắt sau. Đi qua một vườn táo này. Táo mặc dù rất nhiều quả nhưng mà người ta cũng không hề rào mọi người nhá. Đây này. Xung quanh người ta chặn những cái cột lên để đỡ những cái cành táo cho nó lặng thôi, đỡ đặng thôi. Táo xanh, táo chín này. Táo này một thời gian nữa ấy, thì người ta sẽ vặt, người ta xuất ra siêu thị mọi người ạ. Xuất ra siêu thị bán. Nhớ lắm mọi người ạ. Hiện tại thì hầu như đa số các cây đều xanh. Đấy, bên Nhật thì mình thấy là trồng hoa quả các thứ ấy là người ta ít khi người ta rào lắm. Trồng tự nhiên này, đi qua vắt vớ luôn này. Mà trông thế này thôi nhưng mà người Nhật người ta cũng không ai hái đâu. Đấy. Không phải của nhà người ta nên là người ta cũng không lấy. Đằng trước mình đang quay cho mọi người xem có một cây hạt dẻ nhá. Thời hiện tại thì những cái quả hạt dẻ non nó rụng hết này. Đấy. Hạt dẻ non rụng hết thì còn lại những cái hạt dẻ to to đây. Một thời gian nữa nó chín đấy là bắt đầu nó sẽ tách vỏ cho mọi người nhá. Tách vỏ ra nhặt hạt dẻ. Siêu thị đằng trước đây rồi. Đi siêu thị mua ít đồ về. Mình với Hương đang vào trong siêu thị mua đồ rồi nhá. Siêu thị thì mình đang đi qua thấy một cái gian đang giảm giá đây. Có những cái loại rau củ quả bắt đầu được giảm giá mọi người nhá. Như kiểu chuối này, đấy. Giảm giá tính ra còn có mười mấy nghìn trên một lại chuối, 5 quả thôi. Chuối, lấm, cà chua này, bắp cải này, rồi là cải thảo đây. Trên này cà chua các thứ giảm giá rất là nhiều nhá. Giảm giá cỡ khoảng độ một lửa nhỉ, chắc một lửa đấy. Đây, hoa quả mận, táo cũng giảm giá luôn này. Ngoài những cái gian hàng bình thường ra ấy, thì những cái gian hàng giá này ấy, là những cái gian hàng người ta để quá ngày rồi. Thì quy định của người ta ấy, là một cái mớ rau hay là một cái bịch hoa quả ấy, để ở ngoài mà không có người mua khoảng độ mấy ngày ấy, là bắt đầu người ta sẽ dán tem giảm giá nhá. Chứ mà để lâu quá thì nó cũng sẽ hỏng ra. Đây này, mận các thứ nhiều cực kỳ luôn mà quả còn ngon luôn nhá. Cứng cáp nguyên chứ không phải quả hỏng đâu. Táo đây. Táo mình sờ cứng nguyên này, như bịch táo này giá gốc thì mình không rõ này, người ta đang dán chèn giá này nhá. Giá là 313 yên cho bịch táo này.
cứng cáp nguyên luôn. Đi chợ về mua đồ nấu ăn nhá. Đây người Nhật người ta cũng đi mua đồ nhá. Cái đồ này thì đến tầm chiều đấy hết thôi. Đa số người Nhật người ta mua chính mà. Vừa vào mua được bắp cải mọi người ạ. Bắp cải này giá gốc là bao nhiêu mình không rõ, nhưng thời điểm hiện tại có 42 yên. Giá gốc là 78 yên nhá. Hiện tại giảm giá một nửa còn 42 yên này. 42 là tương đương với cỡ khoảng độ mấy nghìn. Tầm 6 7 nghìn gì đấy. Học trên TikTok là cứ vỗ dưa đó, bộp bộp là dưa chín nhá, nhưng mà vỗ. Vỗ nghe tiếng nhưng mà không biết là quả chín hay xanh. Này. Mình nhìn cái cuống nó vẫn xanh mà ạ. Cuống xanh có cái là chưa chín nhá. Quả này chắc ngon này. Đấy. Quả bao nhiêu? Xên à? Quả 950 yên. Một quả này 950 yên này. Quả mình đang cầm đây là bao nhiêu? 842 yên. Quả này. Thôi trong khoảng độ 5 quả dưa ấy, mình Hương thấy quả này hợp lý nhất. Chọn luôn quả này mua này. 950 yên mọi người nhá. Mỗi lần vào siêu thị Nhật ấy, mình rất thích nhìn những cái gian hàng thịt mọi người ạ. Thịt bò đây, tươi rất giói luôn. Từ những cái loại miếng đắt tiền đến cái loại rẻ tiền đầy đủ hết nhá. Kiểu đồ thì đồ sẵn hết rồi ấy, cứ mua về là sơ chế là ăn thôi. Mình với Hương mua hộp kem, quả dưa với cả cái bắp cải thôi. Quả dưa này đôi cân này, cân rưỡi đôi cân. Đi siêu thị bên này xong ấy, mình lại rẽ sang bên này mua thêm cái đồ nữa. Bên đây là cửa hàng chuyên về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng các loại. Đồ trong này bán rất nhiều. Tóc của Hương đợt về Việt Nam ấy là nhuộm màu đây, nhuộm màu nhưng thời điểm hiện tại đây, chân tóc có da đen hết rồi. Mình với Hương đang rẽ vào cái gian hàng thuốc nhuộm tóc mọi người nhé. Đang tính là mua màu nhuộm cho mọi người xem này. Gian thuốc nhuộm tóc từ đầu đến đầu kia nhé, khoảng độ vài chục loại, khá là nhiều. Mình với Hương rẽ sang siêu thị bên cạnh ấy, cũng chỉ mua ít đồ thôi, đấy, mỗi chỗ ít. Thì ra thanh toán đồ. Mình với Hương đi mua đồ về là làm cái kem đây, kem sô-cô-la nhá, sô-cô-la sữa. Ở trên tỉnh của Hương ấy, những cái cống nước, cái rãnh nước này nó chảy quanh năm mọi người nhá. Nước thì nó chảy trực tiếp từ trên những cái ngọn đồi ngọn núi xuống này. Xung quanh đồi núi mà, nó dẫn thẳng đây. Nước chảy quanh năm không ngừng luôn. Cái sân dây ấy. Hương đang đi mỏ ốc đây. Thật sự mọi người là đi ra ngoài cánh đồng ruộng lúa, nhìn thoáng thoáng qua cứ tưởng ở Việt Nam mọi người. Đây này, lúa đây. Như cả Việt Nam mình luôn. Đường bê tông, đường nhựa sạch đẹp không đi, là mình chọn đi đường cánh đồng này. Đi quay cảnh cho mọi người xem. Đồ giặt xong cũng khá lâu rồi ấy. Mình với Hương thời điểm hiện tại bây giờ đang vào để xả ít nữa. Nước xả rồi là mang chăn về nhá. Xả sấy khô rồi mang về. Đồ giặt xong hết rồi, bây giờ mình sẽ lấy đồ rồi nhá. Xả thì mình sẽ mang ra vào đây, ra cái máy ông qua để xả. Mình giặt chế độ rửa tiền mọi người nhé. Xong mình ra đây mình mua nước xả này. Nước cam yên vào. Đây. Đây là hộp nước xả mọi người nhé. Hộp nước xả đây. Bên trong tổng cộng cái hộp này có 2 cái bông này. Xong rồi mình đút 100 yên vào này. Đấy. Vừa mình có nhét cái túi thơm vào rồi. Thì không biết là có thơm chăn thơm đệm hay không. Lần đầu sử dụng cũng không biết đấy. Sấy tổng cộng là 10 phút nhá. Mình cũng hy vọng hôm nay mình lần đầu tiên đây. Lần đầu tiên mua cái nước xả của nó nhá. Mình tưởng là nước nhưng không phải, bên trong nó chỉ cái bông thơm thôi. Bông thơm. Xong rồi cho vào cái máy kia sấy khô này. Sấy khô thì chắc là mình nghĩ là cái núc nó sấy ấy thì nó tỏa cái hương mùi ra. Xong nó bám vào những cái chăn, những cái quần áo kia nhá. Thơm không? Chẳng mùi gì. Không mùi thơm mọi người ạ. Mình thấy người Nhật người ta giặt xong là thơm lắm. Mình giặt xong ấy là cái túi sấy đây. Nó vẫn còn thơm nguyên mà quần áo không thơm mấy nhá. Tình hình là đồ đạc giặt xong rồi, mình Hương cất đi về thôi mọi người. Ngoài trời vẫn đang mưa đây. Đi chợ về tắm giặt xong ấy, mình Hương thấy hiện tại đang chuẩn bị đồ đang đủ lớn mọi người nhá.
Hôm qua đi chợ mua được ít thịt lợn, thịt bò đây. Đây là cái nội tạng của lợn. Đây chuẩn bị thêm ít rau sống nhá, ít bắp, cà tím, xúc xích để tí ăn thịt nướng luôn. Đây là bữa tối của Minh Hương đây, hôm nay ăn nướng mọi người nhá. Hương mới sắm được cái chảo nướng đây. Chảo nướng là chảo nướng đa năng nhá, vừa nướng vừa có thể lẩu được luôn. Đấy, hôm nay làm đủ món rồi. Chảo bé này nhưng mà dùng tiện mọi người, hai người ăn thoải mái nhá. Hai người uống chung non thôi, bởi vì ăn đồ nướng mà, đồ nướng làm thêm ít lon bia đó mà, uống cho là hợp nhá. Tình hình là đồ nướng của mình Hương cũng vượt chứ không nhá. Mời tất cả mọi người ăn tối cùng mình nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Xúc xích này, cánh gà, rồi là thịt lợn quấn nấm nhá. Mời tất cả mọi người. Xúc xích. Hương trước giờ ăn nấu ăn nướng ấy là dùng bếp ga mọi người, bếp ga xem trên mạng hơi nguy hiểm. Đây mình đặt luôn cái bếp nướng này, đấy. Có một chỗ để nướng, để chỗ nướng này, một chỗ nữa để nấu mọi người nhé, nấu hình tròn. Và chung là bếp đa năng, cắm điện và bật lên là chạy thôi. Đây là món măng tây này, măng tây cũng khá là to nhá. Măng tây này mình sang Nhật mình cũng không ăn bao giờ cả, hầu như mình không ăn. Siêu thị bán rất là nhiều luôn. Đổ chín không? Mình như Hương là mỗi người cứ làm ba nước chấm ấy, cứ thả dúng thẳng vào đây. Đấy. Cái này thi thoảng trên đây ấy, mùa đông Hương cái mùa đông ấy ở nhà mình mua ít đồ về đặt lên bàn đây, xong cắm điện vào cho vào nướng ăn thoải mái luôn. Mùa hè này thì ăn cũng ok ấy, nhưng mà mùa đông thì hợp lý hơn. Bia mọi người, mình như Hương ấy là uống chung bia thôi. Đây món thịt đây, thịt quấn lấm mọi người ạ, thịt quấn lấm. Bếp kiểu có lún điều chỉnh ấy, mình bật to nhỏ thoải mái mà. Như bếp ga thì mình cũng thế thôi, chỉnh như thế. Bếp này tiện hơn cái là mình cắm điện ấy, tắt là tắt luôn, cũng không cần phải động lên ga cũng được, đỡ lằng nhằng. Bếp này nó nóng rất là nhanh luôn. Mình Hương là cái món quấn lấm này, lấm quấn chín rồi. Bắt đầu mình đi lấy rau sống rồi ạ. Rau sống các kiểu cho nó vào. Đấy, cho mình thịt nữa vào. Quấn tròn là cuộn vào là tỏa mồm luôn. Đấy, những người bắt đầu chấm mọi người ạ. Toàn đồ tươi mọi người ạ, toàn đồ mua siêu thị về tươi tương nguyên luôn. Tổng hợp vào không? Bếp này ban đầu mình mua về từ nhỏ ấy, nhưng mà tính là hai người ăn là tiện nhé, một người hai người ăn thoải mái luôn, nhưng mà ba người là nhỏ ăn. Trên đây thì cũng có mình với Hương, nó cũng có đâu ai đâu. Kiểu Hương ở cái túc ở bên mình mà. Làm nông nghiệp thì thực ra là người ta làm tư nhân ấy, người ta cũng không cần nhiều người. Hồi trước là có 3 người nhưng mà một người chuyển đến nơi khác rồi. Giờ một con muốn Hương với một bạn Myanmar làm cùng chung với nhau thôi. Đấy. Mỗi người phòng riêng. Thịt bò Việt Nam mình mua ngoài chợ về xào lên với tỏi, khi tỏi ăn thơm lắm. Ăn mùi nó thơm thơm mùi sữa. Bên này là thịt bò ăn chuẩn ra là vị ngang ngang thịt lợn. Mặc dù nó đắt hơn nhưng mà ăn giống thịt lợn. Bạn nào không muốn đi xa ồn ào hay tấp lập ấy thì mọi người cứ ở nhà mua bếp về, đấy, mua đồ về nướng thôi. Đôi ba người tập tụ và ăn, chứ đi ra ngoài quán cũng phức tạp, người này người kia. Mình thì chẳng biết đi lên quán ấy, nhưng mà nhiều lúc thì ở nhà ăn. Ăn đồ nướng này cũng hơi mất thời gian ấy, thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem và hết video clip này. Nếu mọi người theo cái video thích ấy, đừng quên ủng hộ mình bằng một lần like video và một lần đăng ký kênh YouTube Đức Thư với đất của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.